để thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số nền kinh tế, nhất là trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Sáng 24 tháng 11, Viện Chiến lược Phát triển Kinh tế số phối hợp với báo Sài Gòn Giải phóng Đầu tư Tài chính và khoa Tài chính Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, kinh nghiệm của Hàn Quốc. Mở đầu buổi tọa đàm, nhà báo Nguyễn Nhật, phó tổng biên tập thường trực báo Sài Gòn Giải phóng cho biết, đối với Việt Nam, một trong các khâu đột phá chiến lược theo tinh thần nghị quyết số 52 NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư chính là hoàn thiện pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số quốc gia và phát triển các sản phẩm dịch vụ mô hình kinh tế mới dựa trên nền tảng công nghệ số, Internet và không gian mạng. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, để sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng. Tiến sĩ Trần Văn, Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển Kinh tế số, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, chia sẻ về những kinh nghiệm trong chuyển đổi số lĩnh vực tài chính ngân hàng của Hàn Quốc, từ những ví dụ cụ thể về tốc độ phát triển nhanh chóng của các ngân hàng số như Toshbank, KakaoBank, phục vụ các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh và các đối tượng yếu thế. Từ câu chuyện của Hàn Quốc, ông Văn nhìn nhận đối với Việt Nam sau khi sửa đổi bổ sung luật giao dịch điện tử năm 2005, luật phòng chống rửa tiền và trong năm 2023 là những luật các tổ chức tín dụng, luật bảo hiểm tiền gửi hay luật ngân hàng nhà nước sẽ được Quốc hội xem xét sửa đổi để theo kịp thực tiễn đang đặt ra cho quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Ông Lê Anh Dũng, Phó Vụ trưởng phụ trách vụ thanh toán ngân hàng nhà nước cho biết, đây là những cập nhật tham chiếu tốt cho Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Thứ nhất, nghiên cứu xem xét và đề xuất sửa đổi bổ sung quy định tại luật ngân hàng nhà nước, luật các tổ chức tín dụng theo hướng bổ sung thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép của ngân hàng nhà nước đối với mô hình ngân hàng số. Thứ hai, nghiên cứu xây dựng đề xuất cơ chế cấp giấy phép ngân hàng số với một số tiêu chí điều kiện cấp phép, các điều kiện tiêu chuẩn mới về vốn pháp định, vốn điều lệ, tỷ lệ sở hữu và điều kiện năng lực tài chính của các cổ đông sáng lập, giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Thứ ba, điều chỉnh hoàn thiện khung pháp lý về quản lý giám sát hoạt động các mô hình nền tảng ngân hàng số nói chung và giám sát các ngân hàng số sau khi được cấp phép nói riêng. Còn theo đánh giá của tiến sĩ Dương Quốc Anh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển Kinh tế số, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, thì hoạt động số hóa mạnh nhất là xu hướng các ngân hàng ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ số để số hóa hoạt động. Tiến sĩ Dương Quốc Anh đưa ra ba khuyến nghị. Thứ nhất, định hướng nào với Việt Nam để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Thứ hai, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý chuyển đổi số nhanh trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Thứ ba, phải có luật bảo vệ người tiêu dùng dịch vụ tài chính. Tiến sĩ Trương Văn Phước, thường trực Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ khẳng định, vấn đề chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính ngân hàng là việc phải làm ngay, phải hội nhập công nghệ trong lĩnh vực tài chính. Giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Thơ, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia, cũng đưa ra ba gợi ý xung quanh câu chuyện chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Thứ nhất, quy định sự đổi mới theo cách cũ hay đổi mới các quy định. Thứ hai, điều tiết công nghệ hay dùng công nghệ để điều tiết. Thứ ba, thay vì nói sandbox thì cần nói thành sandbox để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, Tổ trưởng Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ đánh giá chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính ngân hàng là vấn đề sống còn. Nếu không chuyển đổi thì sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Nhiệm vụ mới đặt ra về việc chuyển đổi số của ngân hàng về mục tiêu dài hạn là phải đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, phải đảm bảo an toàn hệ thống,